chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Kim Ngọc. Và trong suốt 8 năm khi mà mình bước chân sang cái lĩnh vực kinh doanh, và đặc biệt là kinh doanh online, thì tôi đã tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm, bài học và những cái trải nghiệm vô cùng xương máu của mình. Và đến thời điểm này, khi năm 2020, hệ thống LAGO là một hệ thống được vận hành rất là chắc chắn, từ cấu trúc doanh nghiệp cho tới cái văn hóa doanh nghiệp. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng là mình cần phải chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa tới tất cả các anh chị em khi mà họ bắt đầu bước vào cái lĩnh vực kinh doanh online. Và kinh doanh online có màu mỡ hay là có rất là nhiều những cái khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta bắt đầu vào á, thì Ngọc sẽ chia sẻ một cách vô cùng thẳng thắn, vô cùng chân thành, để anh chị em không bị quá ảo tưởng cũng như là không quá lo lắng khi mà chúng ta bắt đầu bước chân vào cái con đường vô cùng tuyệt vời này. Trong cái khóa huấn luyện này thì Ngọc sẽ bật mí tới mọi người những cái bí mật để giúp chúng ta kinh doanh bất bại. Đó là những cái yếu tố cốt lõi, nền tảng làm sao để lựa chọn được sản phẩm đúng. Ngọc sẽ gửi tặng cho các bạn cái bộ ngôn từ thôi miên và phân tích về 4 từ huyệt cảm xúc để chúng ta có thể lôi cuốn được người nghe và mọi người bị thuyết phục hoàn toàn vào những gì mà bạn chia sẻ. Và còn một điều đặc biệt quan trọng nhất trong cái khóa học này, đó chính là kịch bản bán hàng. Có rất là nhiều người chúng ta lo lắng rằng em không có duyên rồi, em không khéo nói chuyện, không biết làm thế nào để tư vấn và chốt sale. Vậy thì bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Ngọc đã gọi là cầm tay chỉ việc từng bước một. Các bạn chỉ cần học, nghe và áp dụng vào là các bạn có thể có được những cái quy trình bán hàng cực kỳ đỉnh luôn, chốt chắc luôn. Quy trình viết bài 5 bước, đây là một cái phần cho chúng ta trở thành những cái cây bút xuất sắc nhất. Mặc dù là trước đây mình cũng không biết viết gì, rồi không biết đăng gì ở trên Facebook cả. Đó thì khi mà chúng ta nắm được cái quy trình 5 bước này thì đều có thể triển khai ra được, viết những content cực kỳ hay và cực kỳ cuốn hút. Cũng như là khi mà mình livestream hay làm video thì nó trở nên năng lượng và có sức hút đặc biệt. Thì bản thân Ngọc cũng đã đang áp dụng cái cách này trong suốt cái thời gian qua, kể cả là trong livestream cũng như là khi mà mình lên trên sân khấu, và nó cực kỳ thành công. Đó thì các bạn sẽ cần đến nó vô cùng luôn. Và trong cái khóa học 7 ngày này thì Ngọc sẽ chia sẻ toàn bộ những cái thứ đó cho mọi người. Và tất cả những cái thứ vừa rồi Ngọc chia sẻ sẽ được đúc kết và đóng gói chặt lại. Và Ngọc sẽ đào tạo trực tiếp huấn luyện trong vòng 7 ngày để giúp cho bạn có được những kỹ năng đó. Và những cái thứ này bạn sẽ không thể nào tìm thấy tràn lan ở trên mạng đâu. Bởi vì đây là từ những kinh nghiệm và những cái bài học xương máu mà Ngọc đúc kết ra. Ngọc tin rằng là với những cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức mà Ngọc chia sẻ cho mọi người ấy, thì dù là mọi người có kinh doanh LAGO hay là mọi người kinh doanh bất cứ một cái dòng sản phẩm, một thương hiệu nào khác đi chăng nữa, thì mọi người cũng hoàn toàn tự tin là mình đã có những kỹ năng và đã có những cái kiến thức nền tảng để chúng ta có thể yên tâm là vứt đâu cũng sống được. Ngọc cam kết là trong 7 ngày sẽ chia sẻ toàn bộ những cái gì tinh hoa nhất, tinh túy nhất để giúp cho các bạn có những cái hành trình đi trên con đường của mình. Và các bạn cũng cần phải cam kết với Ngọc rằng là khi mà đã tham gia vào cái group này thì phải thực sự rất là chú tâm, cũng như là mình sẽ phải follow 100% và thực hành những cái bài tập mà Ngọc chia sẻ. Bởi vì nếu như Ngọc chia sẻ một cách rất là chân thành mà mọi người lại không làm và không hành động thì cũng sẽ không ra kết quả được đâu. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ phối hợp với nhau thật là tốt để khóa huấn luyện này mang đến những kết quả tốt nhất cho tất cả chúng ta. Và ngay dưới cái video này thì sẽ có một cái đường link để chúng ta có thể đăng ký tham gia vào khóa học này. Tuy nhiên có một lưu ý, đó là nếu như cái số lượng học viên tham gia vào một group đã đủ rồi thì link sẽ được tự động đóng lại. Vậy nên là chúng ta hãy nhanh tay đăng ký để trở thành một học viên trong cái khóa học coaching 7 ngày cùng Hoàng Kim Ngọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.